14 thí sinh của Việt Nam tham dự ở 13 nghề như thiết kế trang web, mộc mỹ nghệ, đường ống nước, xây gạch, cơ điện tử, công nghệ ô tô, hàn, điều khiển công nghiệp. Năm nay cũng là năm đầu tiên Tổng cục Dạy nghề phối hợp với các bộ ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc huấn luyện thí sinh, tổ chức tham dự kỳ thi nhằm mục đích để thí sinh tiếp cận với công nghệ hiện đại theo yêu cầu của đề thi. Sự đổi mới này nhằm mục đích Việt Nam có thể lần đầu đạt được huy chương tại đấu trường kỹ năng công nghệ đỉnh cao của thế giới. Đây là một kỳ thi mà thi tố tài năng về đỉnh cao kỹ năng nghề của các thí sinh của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Mặc dù vậy nhưng mà chúng ta cũng đặt ra kỳ vọng là đây là lần thứ 5 chúng ta tham gia kỳ thi tay nghề thế giới. Qua các kỳ tham gia thì những lần sau chúng ta đều đạt thành tích cao hơn. Em được học, được đào tạo về cả về mặt tay nghề cũng như là chiến thuật thi đấu, sức khỏe, thể lực để có thể đảm bảo hoàn thành tốt nhất bài thi. Theo thống kê, tại các kỳ thi tay nghề ASEAN, Việt Nam luôn nằm trong top 4 nước đứng đầu, trong đó đã 3 lần về nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, tại các kỳ thi ở đấu trường thế giới, đoàn Việt Nam mới chỉ dừng lại ở các chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.